Em xin chào quý cô chú và các anh chị. Trong cái clip ngày hôm nay á, mời quý cô chú và các anh chị cùng em ghép cái cây lan giá hương tam bảo sắc. Cái này có mấy cái mầm, cái con này đang nảy này, có một cái mầm và cái Này này cũng cũng có. là Thì mầm con hai cái này em lựa được một cặp. Đó, cây rất là đẹp, cây nó cây dài đã lắm các chị. Đó, lá này lá rồi thân còn rất là mướt. Hàng này là nguyên bản từ rừng vừa chứ không phải là em nuôi lên lên. Đó, em đã cắt tỉa rỡ những cái rỡ mà nó hư á, cắt tỉa gọn gàng rồi. Thì bây giờ còn lại những cái rỡ còn ngon lành á. Và bây giờ tiến hành ghép. Thì ở đây dụng cụ gồm có những cái này, dây rút điện. Rút điện thì 9.000. Nó có nhiều cỡ lắm các anh chị. Cái loại này mình làm nó tiện lắm. Dây rút điện này rất là tiện. Rồi giá thớ ngày hôm nay của em gồm có không phải trồng tàu mà trồng bằng cái gỗ lũa này. Đây gỗ lũa các anh chị. Đó. Cái này cái gì không biết nhưng mà nói chung nó tương đối nó cũng chắc chắn và trông đẹp lắm các chị. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành trồng. Các anh chị cùng em trồng cái cây lan này nha. Đây em sẽ cho cái bộ rễ nó vào bên trong cái gỗ lũa này. Gỗ lũa này nó trống lỏng ở trong này các anh chị. Đó, như một cái chậu. Đó. Cho cái rễ nó vào. Anh chị mà có cái lũa như em này, các anh chị chơi theo kiểu này nó cũng được lắm này các anh chị. Nó vừa mát rỡ mà nó cái gỗ lũa, nói chung cái dòng lũa thì nó rất thích hợp cho cái những cây lan thuộc nhóm rỡ gió. Cái phần rỡ nào mà nhét nó vào được thì nhét nó vào nha các anh chị, còn những cái rỡ mà không cần thiết thì mình cứ đỡ bên ngoài đi. Bởi vì cái phần mà cái rỡ mà mình nhét vào thì nó sẽ có những cái đoạn rỡ nó sẽ bị gãy. Thì những sẽ còn lại những cái phần rỡ mà mình không có cho nó vào nữa thì những cái đó nó sẽ hút chất dinh dưỡng, chứ còn mình ép mình nhét hết nó vào thì nó cũng gây ra cái hiện tượng cái cây mình nó bị suy. Và em bây giờ em dùng cái dây rút điện
cột rút lại cho nó cố định vào cái gỗ lũa này đó. Thì có cái cặp lúc nãy em khoan á, em khoan rồi em dùng cái cây mà đỡ uốn cành hồ điệp á đó. Cột trước nó vào ở trong cái này cho nó kiên cố cái cây, cây nó sẽ không bị đổ ngã. Mà khi mình trồng rồi á thì cây nó sẽ vươn lên theo kiểu hình thẳng đứng như thế này, trông nó rất là đẹp. Ghi dây rút điện này tiện lắm các anh chị, mình ghép lan nó cực kỳ nhanh luôn á. Các anh chị rút cái kiểu mà như em vậy thì không nên rút chặt quá nhé các anh chị, bởi vì mình riết chặt quá thì nó sẽ bóp cái lá của mình á, thì có thể là nó sẽ hư cái phần phần lá mà mình làm đó. Cột thêm một cái đoạn này nữa cho nó chắc chắn. Rồi như vậy là đã xong một cái giò lan rồi đó các anh chị. Đó, rất là đơn giản nhưng mà tạo ra một giò lan đẹp theo cái ý thích của mình. Đó, đây mời các anh chị cùng xem nha. Thì những cái đoạn rễ như thế này các anh chị, đây nè nó có những cái đoạn rễ mà bị gãy như thế này các anh chị. Thì một xíu nữa em sẽ dùng cái bencona em phun sơ qua và em sát khuẩn cho nó, rồi sẽ tiến hành pha cái canxi nitrat á các anh chị. Phun vào thì những cái đoạn rễ non đó nó sẽ mọc lại từ những cái vết gãy đó đó, và cả cái phần rễ này cũng vậy. Phần rễ này thì sẽ không nhấc vào, đỡ cho nó nuôi cái thân và cái thân nó sẽ không có bị suy. Còn cái phần rễ mà nhấc vào kia thì sẽ phun cái canxi nitrat đỡ cho nó ra những cái rễ mới. Thì đôi lúc mình phải xài chiêu dùng cái kim chích rễ, và cũng đôi khi cũng xài chiêu bị sơ cái rễ vậy các anh chị, rồi mình dùng cái canxi á đó mình đỡ mình làm rễ thì nó sẽ ra rễ rất là mạnh. Như là các anh chị mà mình kích rễ các anh chị thì nếu như mà mình không dùng cái canxi hoặc là những phân hữu cơ như phân cá và phun mít đó thì có kích rễ, thì nếu như mà không có những cái này đỡ đỡ nó làm rễ thì cũng coi như là cũng không có thành công. Đó, bản lá rất là đẹp các anh chị. Đó, thì cái này thì đa phần thì nó khi mà nó cao rồi nó dài rồi các anh chị, thì đa phần nó sẽ đổ nằm xuống, nhưng mà bây giờ cột cố định như vậy thì trông nó rất là đẹp mắt, to như cái cây vanda luôn các chị, nó cao tới 50 phân luôn này đó, cây tam bảo sắc mà cao tới nửa mét luôn. Bản lá thì 4 phân, cái độ rộng của bản lá các chị thấy vậy chứ nhìn bằng mắt thường ở ngoài á, nhìn cây đã lắm. Các anh chị phải mình trồng lan rồi mình đặt theo cái chiều đông tây nam bắc như thế này nè các anh chị đó. Mặt trời nó vừa lỗ lên đó thì cái cây của mình nó sẽ thẳng. Rồi em xin trân trọng cảm ơn quý cô chú và các anh chị đã theo dõi.